Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tuần Truyện. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ nha. Xin mời các bạn nghe truyện Trầm Nịch, chương 83. Nơi ở của Minh Vương Hòa Hoang, bốn người bị yêu cầu lui ra không dám lui quá xa. Để tránh chính phòng có chuyện gì, bọn họ không kịp. Cho nên, khi thương lượng liền tạm thời dừng chân ở chỗ của Minh Vương. Hà Hoang tối hôm qua cùng cháu trai ra ngoài chơi đến nửa đêm mới trở về, vừa mới ngủ dậy. Vừa nhìn thấy Ngũ Tử Ngang đón lão thái thái vào cung, câu hỏi đầu tiên của hắn chính là: Ngũ đại ca muốn nói cho cô nãi nãi biết sao? Khổng Tắc Quy gậy một cái hạt lạc, ăn không có nói. Ân Quế nhìn thân mộc và diêm nhật không có mở miệng, kiềm chế không được dày vò trong lòng, không xác định mà nói. Chúng ta đoán là như vậy, có điều cũng không thể chắc chắn. Thái thượng quan bảo chúng ta lui ra ngoài, hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói. Hà Hoang ngáp một cái nằm bò trong lòng của Diêm Hoáng, lẩm bẩm nói: Cô nãi nãi vẫn không biết Hữu Hữu là cháu trai ruột của bà, nhưng Hữu Hữu biết thân thế của mình, ta cảm thấy cần phải nói cho bà biết. Bây giờ Ngũ đại ca đã là hoàng hậu, danh xứng với thực, có cái gì mà cần giấu giếm nữa chứ? Nếu không Hữu Hữu đáng thương biết bao nhiêu. Ấn đường của Diêm Nhật giật giật, nặng nề nói ra một câu: Nỗi khổ của Thái Thượng Quan đã chịu, vốn nên để cho người của Ngũ gia biết. Diêm Nhật lại còn nói, Khổng Tắc Quy không ăn lạc nữa, vỗ vỗ vào lạc ở trên tay, hắn có chút bất mãn mà nói. Trong mấy người chúng ta thì cũng chỉ có ngươi và Dung Thái Y biết khi đó Thái Thượng Quan khổ như thế nào. Bây giờ ngươi nói lại, có mấy người có thể cảm nhận được chứ? Diêm Nhật nhếch môi, không có lên tiếng, sự kiện ấy hắn cũng không phải là không hối hận. Nhất là bây giờ, hoàng thượng lại tín nhiệm hắn như vậy, mỗi lần thấy hoàng thượng, hắn lại càng hối hận. Khổng Tắc Quy vỗ vỗ vai của Diêm Nhật, nhân cơ hội khuyên bảo. Sau này có chuyện gì á, không tiện nói với người khác, ít nhất cũng phải nói với mấy người chúng ta. Hai cái đầu bao giờ cũng hơn một cái đầu. Chúng ta đều là người mà Thái Thượng Hoàng tín nhiệm, cũng là người mà hoàng thượng tín nhiệm. Người chân thành thì tốt, nhưng đôi khi chân thành ngược lại sẽ làm hỏng việc đó. Lạc ở tông tai của Diêm Nhật săn sắc một tiếng nát, gã gật đầu. Ừ, cái mảnh gỗ mục này coi như là cũng không mục lắm. Khổng Tắc Quy tiếp tục ăn lạc. Hà Hoang không có nghĩ nhiều như vậy mà lo lắng một việc. Cô nãy nãy chịu được sao? Ông Quế không chút suy nghĩ mà nói. Lão Thái Sư cũng đã tiếp nhận được rồi, thì Lão Thái Thái hẳn cũng không có vấn đề gì đi. Nói thế nào Hoàng Thượng cũng là chắc trai của bà mà. Ngậm lại cũng rất hợp lý, Hà Hoang không quá lo lắng như vậy. Chủ yếu là Lão Thái Thái còn lớn tuổi hơn so với Lão Thái Sư. Hắn là có chút lo sợ Lão Thái Thái dưới sự kích động, thân thể không có chịu nổi. Bên này, mấy người vừa nghỉ, Thái Thượng Hoàng và Lương Hoàng làm rõ thân phận của Hoàng Thượng với Lão Thái Thái, không biết có xảy ra cái vấn đề gì lớn hay không. Thì bên ngoài đã truyền đến một cái tiếng hô to bọn họ quen thuộc. Mau, mau gọi Dung Thái Y, Lão Thái Thái ngất rồi. Hà Hoang lập tức ngồi vọt dậy, Khổng Tắc Quy và Diêm Nhật phản ứng nhanh nhất đã bay ra ngoài, mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Không thể nào, chẳng lẽ thật sự bị bọn họ đoán trúng hay sao? Diêm Hoáng ở gần Hà Hoang vội vàng nhắc nhở. Mau đi qua xem. Mấy người liền giật mình một cái, luống cuống tay chân đứng lên, liền xông ra ngoài. Lão Thái Thái nếu như bị kích động xảy ra chuyện gì, vậy thì sẽ hỏng bét hết. Trong thư phòng, sắc mặt của Phạm Lão Thái Thái không quá tái nhợt, nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, môi còn run rẩy bởi vì quá kích động mà bà không có khống chế được trước khi hôn mê. Dung Khâu bị hoàng thượng đặc biệt yêu cầu hôm nay phải trông tại Thái Y Viện, bị Khổng Tắc Quy trực tiếp nắm một đường bay tới. May là năng lực tiếp nhận của Dung Khâu cũng đủ mạnh, nếu đổ là người khác, ai không biết võ công bị người ta một đường sách bay qua đây, thế nào cũng sợ rằng bản thân đã ngất đi. Chỉ là thở hổn hển mấy hơi, Dung Khâu nhanh chóng đi đến bên giường kiểm tra cho Lão Thái Thái. Tần Ca mờ mịt mà hỏi một câu. Lão Thái Thái biết một chuyện, có lẽ là đã bị dọa. Động tác ở trên tay của Dung Khâu dừng lại, hắn hiểu. Hắn vén mi mắt của Lão Thái Thái lên nhìn, lại tra tra mạch của Lão Thái Thái, sau đó lấy ngân châm ra, châm mấy cái lên đỉnh đầu, Nguyệt Thái Dương và tai của Lão Thái Thái. Chỉ chốc lát sau, Phạm Lão Thái Thái rên rỉ hai tiếng,
cuối cùng cũng thở ra hơi. Ngũ Tứ Ngang vội vàng bò qua, khẩn trương khẽ gọi: "Cô nãy nãy, cô nãy nãy." Tiểu hoàng đế Tần Gia Hữu cũng bị dọa sợ tựa lên người của Diêm Nhật, gương mặt của hắn còn tái nhợt hơn cả thái cô nãy nãy. Bé chưa từng thấy lão nhân gia đột nhiên ngất đi như thế này, nghĩ đến thân thế của mình dọa cho thái cô nãy nãy ngất đi, bé có chút muốn khóc. Bé là phụ phụ sinh thì có làm sao, bé cũng không có cảm giác mình có gì không giống người khác. Diêm Nhật cúi đầu nhìn hoàng thượng, nhịn không được mà đặt hai tay lên vai của hoàng thượng, dành cho hoàng thượng sự an ủi im lặng. Nói thật, trong lòng là có hơi thất vọng. Thái sư cũng đã tiếp thu rồi, Phạm lão thái thái đây, sao lại không chịu được chứ? Lồng ngực nhấp nhô dữ dội, mắt của Phạm lão thái thái chậm rãi mở ra. Bà nghe thấy Ngũ Tử Ngang gọi bà, nhưng mà bà mở mắt ra lại không nhìn Ngũ Tử Ngang, mà có vẻ rất sốt ruột, kích động, rất cấp thiết, đau lòng, rất không nỡ. Rất thế nào? Mà nhìn quanh người Ngũ Tử Ngang, trong miệng suy yếu hô: "Hoàng thượng, hoàng thượng." Ngũ Tử Ngang lập tức tìm nhi tử, Tần Gia Hữu trề trề môi đi tới: "Thái cô nãy nãy." Bé không gọi còn đỡ, bé gọi rồi thì lệ trong mắt của Phạm Ngũ Thị trào ra. Bà khẽ run run vương bàn tay tiều tị của mình, môi lại càng rung lên: "Hoàng thượng." Tần Gia Hữu ít thấy lão nhân gia khóc, lại bị hoàn cảnh này làm cho ảnh hưởng, vành mắt cũng đỏ lên. Bé tiến lên phía trước, nắm lấy tay của lão nhân gia dụi ra, lại kêu một tiếng: "Thái cô nãy nãy." "Hoàng thượng." Phạm Ngũ Thị cũng không biết lấy hơi sức từ đâu ra, một phen đẩy Ngũ Tử Ngang ra, một phen kéo Tần Gia Hữu vào trong lòng của mình, ôm chặt lấy, khóc không thành tiếng: "Hoàng thượng, hoàng thượng của thái cô nãy nãy, hoàng thượng của thái cô nãy nãy. Thái cô nãy nãy khiến cho con tủi thân rồi, khiến cho con tủi thân rồi." "Thái cô nãy nãy, ngồi đừng khóc, tổn hại sức khỏe đó." Ngộ Tử Ngang vừa rồi còn đang lo lắng, thấy cảnh đó thở hắt ra. Y còn tưởng rằng lão thái thái là bởi vì không thể tiếp thu được mà bị chọc tức ngất đi. Nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn là không cách nào tiếp thu, chẳng qua không thể tiếp thu y che giấu nhiều năm như thế. Lão thái thái vừa khóc, Tần Gia Hữu không có chịu nổi, chỉ chốc lát sau, hai bà cháu liền ôm nhau mà khóc. Tần Ca liếc mắt nhìn mấy người còn ở trong phòng, Thân Mộc vội vàng kêu mọi người rời đi, Dung Khâu cũng lui xuống, nhưng mà hắn không hề về Thái Y Viện, mà là ở bên ngoài, vừa tâm sự với Khổng Tắc Quy bọn họ, vừa chờ. Mông vừa ngồi xuống, Hà Hoang hô nhỏ một tiếng: "Trời ơi, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng là cô nãy nãy không tiếp thu được nữa chứ." Dung Khâu nhìn sang, nhìn hai bên không có người ngoài, hắn thấp giọng hỏi: "Có phải Thái Thượng Hoàng bọn họ nói cho lão thái thái hay không?" Những người khác đều gật đầu. "Chẳng trách." Dung Khâu không hỏi nhiều. Phạm lão thái thái lần này là tức giận, thật sự rất tức giận. Có điều bà không dám tức giận Thái Thượng Hoàng, vậy thì cũng chỉ có thể tức giận với Ngũ Tử Ngang. Ôm hoàng thượng, Phạm lão thái thái dùng sức đập Ngũ Tử Ngang mấy quyền, tức giận đến toàn thân run rẩy. Người sao có thể mà nhẫn tâm gạt ta như thế chứ hả? Người sao có thể nhẫn tâm như thế chứ hả? Chưa hết tức giận, lại đánh thêm mấy quyền. Cô nãi nãi của ngươi là người không phân rõ trái phải, không hiểu chuyện như vậy sao? Người sao có thể nhẫn tâm làm cho ta và hoàng thượng không thể nhận nhau như thế chứ? Hoàng thượng đáng thương của ta, thái cô nãy nãy làm con tủi thân rồi. Thái cô nãy nãy, con không có bị tủi thân. Gương mặt của Tần Gia Hữu đỏ hồng, là thái cô nãy nãy dùng sức quá. Hơn nữa bé không có nói dối, bé thật sự không cảm thấy tủi thân. Thái cô nãy nãy, người có thể trước tiên buông con ra được hay không? Tần Ca nhìn thấy nhi tử khó chịu, hắn tiến lên giúp nhi tử điều chỉnh tư thế một chút, giảm bớt đau đớn cho nhi tử. Sau đó mới nói: "Lão thái thái, chuyện này là do ta không cho Tử Ngang nói cho người biết. Ta tuy là hoàng thượng, nhưng nam tử sinh con lại chưa từng nghe thấy, lại càng là đại kỵ trong thiên hạ. Ta đương nhiên có băn khoăn." Thái thượng hoàng cũng đã lên tiếng, Phạm Ngũ Thị cũng không tiện trách cứ Ngô Tử Ngang nữa, nhưng bà thật sự là tức giận. Ngô Tử Ngang cho Tần Ca một ánh mắt, lại vội vàng khuyên nhủ: "Cô nãy nãy, đừng có nói là người. Lúc Tần Ca mang thai Tử Quân, ngay cả ta cũng bị giấu giếm.
Nếu không phải là Khổng Tắc Quy bọn họ âm thầm đưa tin cho ta, ta sợ là đợi Tử Quân sinh ra xong rồi mới biết được chuyện này. Cô nãy nãy, ta về sau gạt người cũng là sợ người đau lòng. Tần ca vì sinh Tử Quân mà chịu khổ nha. Trước khi mang thai phải điều trị trước. Khi đó ta đánh trận ở Phượng Minh. Lúc Tần ca điều trị thân thể thiếu chút nữa đau mà chết. Tử Quân là Tần ca thật vất vả mà sinh hạ. Nếu người biết, người đâu có nhịn được. Bây giờ thật sự là ổn định. Tử Quân cũng đã lớn rồi. Không phải vậy hay sao? Chúng ta mới vội vàng nói cho người biết. Nước mắt của Phạm Lão Thái Thái chảy không ngừng. Bà há có thể không biết băn khoăn của Ngũ Tử Ngang. Thế nhưng hoàng thượng là huyết mạch của Ngũ gia bà. Tuy nó không tin, nhưng lại là sinh ra cao quý, không thể cao quý hơn. Nhưng lại phải chịu nỗi khổ thân thế. Bà có thể không đau lòng sao? Không thương tâm sao? Ngũ Tử Ngang cho nhi tử một ánh mắt. Tần gia hữu bắt được yêu cầu của phụ thân, lập tức làm nũng. Thái cô nãy nãy, người đừng có khóc nữa. Người vừa khóc, con cũng muốn khóc. Thái cô nãy nãy, khóc nhiều tổn hại sức khỏe. Người phải sống lâu trăm tuổi, phải vẫn cùng Tử Quân đó. Nhưng những lời nói lanh lợi của tiểu hoàng đế Tần Gia Hữu hiển nhiên là dùng sai chỗ rồi. Bé tỏ ra săn sóc như thế, kết quả nước mắt của Phạm Lão Thái Thái không thể ngừng được. Nghe trong phòng truyền ra tiếng khóc mơ hồ, Khổng Tắc Quy nói với Dung Khâu. Người đi kê thuốc hoặc là dược thiện bổ thân thể đi, ta xem Lão Thái Thái phải khóc thêm mấy ngày á. Dung Khâu khẽ gật đầu. Quả nhiên như mọi người suy đoán, Phạm Lão Thái Thái khóc đủ nửa tháng. Đây cũng là do Ngũ Tử Ngang và tiểu hoàng đế Tần Gia Hữu vừa dỗ vừa khuyên mới khiến cho Lão Thái Thái miễn cưỡng không có khóc nữa. Nhưng mà không khóc chẳng qua là không rơi nước mắt nữa. Lão Thái Thái vừa nhìn thấy Tần Gia Hữu sẽ không kìm được mà đỏ vành mắt. Tần Gia Hữu thấy như vậy cứ nhìn thấy Lão Thái Thái là muốn trốn. Ngộ nhỡ Lão Thái Thái khóc tổn thương thân thể, vậy bé chẳng phải là tội nhân hay sao? Thật ra Tần Gia Hữu cũng không phải vì mình không thể nói ra thân thế mà tủi thân. Vả lại bé cũng không dám tủi thân. Phụ hoàng của bé mạo hiểm lớn như vậy để sinh hạ bé. Nếu như bé dám tủi thân, không đáng đánh đòn hay sao? Đương nhiên là phụ hoàng của bé sẽ không đánh bé, sẽ vứt bé vào trong miệng hổ lang để mà bé tự sinh tự diệt. Hơn nữa còn không cho phép cha cứu bé. Còn miệng hổ lang chỉ chính là ai? Đương nhiên là đám đại thần. Cũng không nhớ được mặt mũi ra làm sao trên triều kia. Đám đại thần có thể phiền chết bé. Đem một đống thứ nào là tổ chế, lệ pháp, quy củ vân vân mà vô số đè chết bé. Đề tài càng kéo càng xa rồi. Lại quay về phía Phạm Lão Thái Thái. Mặc dù tiểu hoàng đế Tần Gia Hữu từng lần một đảm bảo với thái cô nãi nãi của mình bé không tủi thân chút nào, vân vân và vân vân. Nhưng Phạm Lão Thái Thái nghe vào tai lại càng thêm đau lòng, càng thêm phẫn nộ. Đau lòng đương nhiên là đau lòng Thái Thượng Hoàng và Tiểu Hoàng Thượng bị uất ức. Phẫn nộ đương nhiên là phẫn nộ thằng nhóc nào đó lại có thể nhẫn tâm gạt bà nhiều năm như thế, khiến bà không thể tận lực chăm sóc Tiểu Hoàng Thượng. Mặc dù Tần ca nhận phần lớn trách nhiệm về người của mình, nhưng Phạm Lão Thái Thái lại không nỡ trách Tần ca, nhất định cứ xả cơn tức giận lên người của Ngũ Tử Ngang. Vì thế, Phạm Lão Thái Thái ở trong cung mỗi lần vừa nhìn thấy Ngũ Tử Ngang là không có cách nào cho y vẻ mặt hòa nhã được. Vừa nhìn thấy Tần ca và Tần gia hữu liền nhịn không được kéo đến bên người hỏi han ân cần một phen. Hơn nữa sai người lấy tới thứ ngon. Phạm Lão Thái Thái thậm chí cầm lên kim chỉ đã bỏ xuống bao nhiêu năm, nói thế nào cũng phải may một bộ quần áo cho tiểu hoàng đế và Tần ca trước khi xuống mồ. Ngũ Tử Ngang khuyên không được, Tần ca khuyên không được. Tần Gia Hữu lại càng khuyên không được. Trong phòng ngủ, Ngũ Tử Ngang nằm ở trên chân của Tần ca cầu an ủi. Từ sau khi nói cho cô nãi nãi thân thế của nhi tử, Ngũ Tử Ngang liền không được một ngày tử tế. Phạm Lão Thái Thái lần này là thật sự tức giận. Ngày thường bà yêu thương Ngũ Tử Ngang nhất, bây giờ nhìn thấy chính là một trận dạy dỗ. Bà Ngũ Tử Ngang còn không có dám chạy trốn, mỗi ngày đều phải ngoan ngoãn thỉnh an cô nãi nãi, cùng ăn cơm với cô nãi nãi. Người nói cuộc sống của y có dễ chịu được hay sao? Đối với đau khổ của Ngũ Tử Ngang, Tần ca cũng không có cách nào. Lão Thái Thái sẽ không bất mãn với hắn, vậy Ngũ Tử Ngang cũng chỉ có thể nhận lấy phần lửa giận này của Lão Thái Thái thay hắn. Nhưng thấy Ngũ Tử Ngang chịu chết như thế, Tần ca ngoài bất đắc dĩ,
thì cùng chỉ có bất đắc dĩ hớn hở xem kịch vui. Ai kêu người này lưu manh như thế, có người trị y thì cũng rất tốt. Cũng không biết là cô nãi nãi khi nào mới có thể hết giận, tiếp tục như vậy nữa thì ta thật sự là sợ thân thể của bà không có chịu nổi. Tần ca lật một trang sách trên tay, thần sắc thảnh thơi mà nói. Lão thái thái đây là vui vẻ, qua đợt này là được rồi, bảo tử quân năng đi dỗ bà là được. Nói xong hắn buông sách, nhìn Ngụy Tử Ngang nói. Tử quân theo họ của ta còn lo rằng lão thái thái sẽ thất vọng, không ngờ lão thái thái lại kích động như thế. Ngụy Tử Ngang cười cười. Ta đã nói cho cô nãi nãi chuyện của vị đại sư kia. Cô nãi nãi mặc dù tiếc nối tử quân không có theo họ của ta, nhưng chung quy vẫn hơn Ngụy gia không có hậu duệ chứ. Sau này Bảo Điệp y bọn họ kén chồng ở rể, Ngụy gia không phải là có hậu rồi hay sao? Tần ca cầm sách lên. Ta cũng thật đúng là đã quên hai cái nha đầu đó, có thể chọn rể. Đây là lão thái thái nói với ta. Nhấp một ngụm trà, Tần ca quẳng lại một câu. Chuyện ngươi làm lương quan này, dự đoán đã truyền tới quan tây đi, tử anh không phải là đồ ngốc. Ngươi không sợ hắn hận ngươi sao? Ngươi thế nhưng lại lợi dụng nữ nhân của hắn. Ngụy Tử Ngang không hề gì mà nói. Ta đâu có lợi dụng nữ nhân của hắn. Nếu như hắn trước khi ta thành thân với Liễu Song nói cho ta biết hắn thích Liễu Song thì ta tuyệt đối sẽ tác thành cho hắn. Chuyện năm đó có nhiều bất đắc dĩ. Ta nghĩ tự anh sau khi biết chuyện này thì nhất định sẽ về kinh. Ta sẽ nói rõ ràng với hắn và Liễu Song. Lại nói, cũng nhiều năm như thế rồi, mặc kệ ta làm cái gì. Ta, người đại ca này, luôn là vì hắn, vì tốt cho hắn. Hắn cũng không thể không rõ ràng. Người không chuẩn bị điều tự anh trở lại kinh thành. Ngụy Tử Ngang thở hắt ra. Muốn thì muốn, nhưng vẫn còn có chút lo ngại. Có tử anh ở quan tây kiềm chế đột quyết, ta rất yên tâm. Mặt khác, Liễu Song dẫu sao cũng từng là lương vương phi. Trở lại kinh thành, chung quy không thiếu được một vài câu nói không đâu. Ở quan tây bọn họ cũng tự tại hơn. Chẳng qua là, quan tây dù sao cũng không thể so với kinh thành. Hai nhà đầu ở nơi đó cũng chịu khổ nhiều. Tần ca sẽ không vì Liễu Song và hai nha đầu kia mà không vui nữa. Nghe Ngụy Tử Ngang nói như thế xong, hắn thản nhiên mà nói. Nếu tự anh về kinh, ngươi hỏi thử ý của hắn xem sao. Hai nha đầu kia qua mấy năm nữa cũng nên lấy chồng rồi. Bọn chúng là con gái của Ngụy gia, lại là hai vị quận chúa duy nhất của Đại Đông. Quan Tây cũng không có nam tử có thể xứng với thân phận của bọn chúng. Mặt khác, nếu như muốn kén chồng ở rể, những sĩ tử hàn môn tại Vịnh Xuân Yến hẳn là một lựa chọn không tồi. Ngụy Tử Ngang gật gật đầu. Ta sẽ nói với tử anh, hôn sự của hai nha đầu kia không thể qua loa được. Tần ca biết Ngụy Tử Ngang luôn có một chút áy náy đối với Liễu Song, đương nhiên muốn bồi thường lên hai nha đầu kia. Quan trọng nhất là lão thái thái lớn tuổi cũng nên để cho tử anh bọn họ trở về cùng với lão thái thái, miễn cho bọn họ để lại tiếc nuối. Nhiếp chính vương biến thành hoàng hậu của thái thượng hoàng không nói, còn bị thái thượng hoàng phong làm lương hoàng, không chỉ kinh thành nổ tung, nơi mà tin tức này đi qua cũng là một trận gà bay chó sủa. Khi Ngụ Tử Anh nhìn thấy phong thư gấp từ ở kinh thành ấy, dù là hắn là một vị tướng quân quan tây điềm tĩnh tràn đầy, cũng đủ ngẩn người hơn nửa ngày. Nghe nói kinh thành có thư gấp tới, tựa hồ là chuyện khủng khiếp. Liễu Song đầu tiên nghĩ đến chính là cô nãi nãi đã xảy ra chuyện. Cô nãi nãi năm nay cũng đã 86, nàng mấy ngày trước còn thương lượng với Ngụ Tử Anh đưa thư tới kinh thành, bảo Nhiếp Chính Vương điều Ngụ Tử Anh trở lại kinh thành làm tròn chữ hiếu. Cho nên vừa nghe là có thư gấp từ kinh thành đến, Liễu Song rất lo lắng, có phải là thân thể của cô nãi nãi có vấn đề gì hay không. Đối với lão thái thái, Liễu Song cảm kích đồng thời cũng biết ơn. Nếu không phải là cô nãi nãi che chở cho nàng, dưới tình huống như thế lúc đó, nàng có lẽ đã chết ở dưới miệng đời đáng sợ. Vì thế, Liễu Song vừa vào thư phòng, liền thấy phu quân ngẩn người, đứng ở nơi đó, trần trần thư ở trong tay. Nàng nhanh chóng bước lên phía trước mà dò hỏi. Tử Anh, xảy ra chuyện gì? Có phải là cô nãi nãi? Ngụy Tử Anh chậm rãi ngẩng đầu, một tay ôm Liễu Song, một tay đưa thư qua. Thấy hắn như vậy, Liễu Song càng thêm lo lắng hơn, vội vàng cầm lấy thư. Mà sau khi nàng xem xong, nàng cũng sững sờ tại chỗ giống như Ngụy Tử Anh. Thư ở trên tay bay xuống đất.
Lúc này, Ngô Tử Anh đã hoàng hồn, hắn khom lưng nhặt lên lá thư, khàn giọng nói. Nói Điệp Y và La Y, chúng ta phải về kinh thành. Tử Anh! Trong lòng của Liễu Song không yên, vì lá thư này, vì suy đoán nào đó sau khi đọc lá thư này. Ngô Tử Anh đã tâm ý tương thông với Liễu Song, đương nhiên nhìn thấu tâm tư của nàng đang nghĩ, ôm nàng mà nói. Lần này về kinh, ta sẽ tìm đại ca hỏi cho rõ ràng. Liễu Song cắn môi chôn mình trong lòng ngực dày rộng của Ngô Tử Anh. Mặc dù nàng bây giờ rất hạnh phúc, nhưng có một việc nàng thủy chung không thể tiêu tan. Hai người ôm nhau rất lâu trong thư phòng. Liễu Song bình ổn lại một chút liền đi ra ngoài tìm con gái. Ngô Tử Anh lại suy nghĩ một mình trong thư phòng một lát, sau đó sai người gọi Khoa Thám Khả Thập tới. 5 tháng trước, Khoa Thám Khả Thập bị Ngô Tử Ngang phái người đưa đến quan tay của Ngô Tử Anh. Ngô Tử Anh trước đó đã thương lượng với đại ca việc tạm thời để Khoa Thám Khả Thập ở lại trong phủ của mình. Với thân phận và năng lực hiện nay của Khoa Thám Khả Thập còn chưa đủ để trở lại Đột Quyết. Ngô Tử Anh để hắn ở lại quan tay, thứ nhất là cho y từng bước tiếp xúc với mấy vị thủ lĩnh của bộ lạc Đột Quyết. Thứ hai cũng là hoàn thành việc mà Ngô Tử Ngang dặn dò, chính là để cho Khoa Thám Khả Thập lưu lại con nói giỏi. Ngô Tử Ngang sớm đã sai người tìm được nữ nhân, mặc dù Khoa Thám Khả Thập không muốn, nhưng vì hạnh phúc tương lai của y và người nào đó, cũng vì sau này có thể càng thêm vững chắc thống nhất Đột Quyết, y vẫn là tiếp nhận 5 thiếu nữ Đột Quyết mà Ngô Tử Ngang tìm cho y. Trước khi trở lại Đột Quyết, Khoa Thám Khả Thập trước tiên làm ngựa đực một trận. Cũng may là trong 5 thiếu nữ đó đã có 3 vị có thai, nếu không Khoa Thám Khả Thập nhất định là sẽ nhịn không được mà chạy trở về kinh thành hủy bỏ giao dịch với Ngô Tử Ngang. Khoa Thám Khả Thập rất nhanh đã tới, y rất nỗ lực, dù Ngô Tử Anh không có dặn dò y chuyện gì, y cũng sẽ tự mình tìm việc để làm. Đối với Khoa Thám Khả Thập mà nói, y không có nhiều thời gian như vậy. Y muốn, trong thời gian ngắn nhất, làm cho mình mạnh mẽ đến có thể trở thành vương của Đột Quyết, có thể khiến cho người kia cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh y. Mục đích của Ngô Tử Anh gọi Khoa Thám Khả Thập tới, chính là nói cho y biết hắn phải trở lại kinh thành. Khoa Thám Khả Thập lập tức lo lắng. Đại tướng quân khi nào thì trở về? Ngô Tử Anh đi rồi, vậy hắn phải làm sao bây giờ? Ngô Tử Ngang trầm giọng nói. Sau khi ta đi thì phó tướng của ta vẫn sẽ tiếp tục phụ tá ngươi. Mấy tháng nay, ngươi đối với tình hình của mọi bộ lạc Đột Quyết cũng hẳn có thể hiểu biết nhất định. Ở lại quan tây, ngươi không có khả năng trở thành vương của Đột Quyết. Còn đường tiếp theo phải dựa vào chính mình mà đi. Việc ta có thể làm cho ngươi chính là khiến cho những bộ lạc ấy kiêng dè ngươi một chút. Khoa Thám Khả Thập cũng không có lên tiếng, chờ đối phương nói rõ ràng thêm. Ngô Tử Anh nói tiếp. Ta sẽ cho ngươi một số người và một khoản tiền tài cho ngươi đi chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực của chính mình. Muốn trở thành Đột Quyết vương, thủ hạ của ngươi nhất định phải là người Đột Quyết. Cho nên ta có thể đưa cho ngươi cũng không có nhiều người. Nếu như ngươi cảm thấy chính mình bây giờ còn chưa được, cũng có thể đợi thêm mấy năm nữa. Khoa Thám Khả Thập lập tức trả lời. Ta đồng ý. Ngô Tử Anh rất hài lòng với thái độ này của Khoa Thám Khả Thập. Nếu muốn trở thành vương giả một phương, nhất định phải có loại tinh thần anh dũng tiến lên phía trước này. Sau đó hắn lại nói. Ta sẽ phái người phụ tá ngươi, bày mưu tính kế cho ngươi. Nữ nhân của ngươi thì cứ ở lại tướng quân phủ mà chờ sinh đi. Chờ sau khi các nàng sinh xong đứa nhỏ, nếu như ngươi muốn ở cùng các nàng, ta sẽ sai người đưa các nàng đến bên cạnh của ngươi. Khoa Thám Khả Thập trầm mặt mà nói. Mấy nữ nhân kia sinh hạ đứa nhỏ xong thì sẽ rời đi. Đây chính là nhiếp chính vương hứa với ta. Cũng là ta hứa với những nữ nhân đó. Còn về đứa nhỏ, có lẽ cần phải phiền đại tướng quân giúp ta chăm sóc một thời gian. Đại tướng quân lần này trở về kinh, không biết có thể giúp ta mang một phong thư cho nhiếp chính vương bệ hạ hay không? Ngô Tử Anh thở hắt ra, đưa lá thư hắn vừa mới lấy được qua. Nhiếp chính vương đã thối vị. Cái gì? Khoa Thám Khả Thập sợ hãi kêu ra tiếng, mà sau khi y nhìn xong lá thư này, y cũng ngẩn ra tại chỗ như Ngô Tử Anh. Có điều, hoảng sợ của y và Ngô Tử Anh hoàn toàn bất đồng. Không ngờ nam nhân có thể vì người mình thương mà làm tới mức này. Trả lại thư, trong mắt Khoa Thám Khả Thập liền là kiên định trước nay chưa từng có. Nam nhân kia có thể, y cũng có thể. Một ngày nào đó,
y muốn cho người trên thảo nguyên đều biết người y yêu là ai. Y muốn cho người nọ làm hoàng hậu của y, làm khả đôn của đột quyết đại hãn. Ngộ Tư Anh dùng thời gian 10 ngày bàn giao tất cả công việc sau khi hắn rời khỏi Quan Tây. Mà hai nữ nhi, Ngộ La Y và Ngộ Điệp Y của hắn vừa nghe sắp trở lại kinh thành, hai nha đầu đều rất vui mừng. Các nàng rất nhớ thái cô nãi nãi. Còn vị bác cả trong trí nhớ của các nàng đã sớm trở nên cao không thể leo tới kia. Hai người cũng không có quá nhiều tưởng niệm. Trước kia, hai nha đầu đều gọi Ngộ Tử Ngang là phụ thân. Về sau, theo mẫu thân tái giá, hai nha đầu cũng dần dần biết phụ thân của các nàng thật ra chính là chú hai của các nàng vẫn luôn yêu thích. Hai nha đầu một chút khó khăn và không thoải mái đều không có, liền gọi chú hai là phụ thân. Sau khi lớn lên, hai nha đầu càng cảm thấy chú hai biến thành phụ thân đối với các nàng và mẫu thân mà nói thì đều là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Các nàng thích phụ thân sẵn lòng thời khắc ở bên các nàng, không thích bác cả, thường thường không thấy được cái bóng người. Nhìn hai nữ nhi quấn quýt lấy phụ thân, muốn phụ thân sau khi trở lại kinh thành mua cho các nàng váy đẹp. Trên gương mặt của Liễu Song, mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn rất sa sút, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nếu như chuyện đáng giá nhất mà nàng đã làm kiếp này chính là vứt bỏ nam nhân kia, lựa chọn Ngô Tử Anh, yêu thương mình sâu sắc. Sau khi đẩy đi tầng tầng biểu hiện giả dối kia của Ngô Tử Anh, nàng mới biết thì ra được người ta cưng chiều là hạnh phúc tới cỡ nào, làm người ta say mê đến cỡ nào. Nàng cũng không biết một nữ nhân như vậy mà có thể có hạnh phúc như thế. Có đôi khi suy nghĩ một chút, nàng nếu kiên trì là một lương vương phi, là một quý phu nhân 10 ngày nửa tháng, không nhìn thấy được trượng phu của mình một lần, nàng sẽ không khỏi run rẩy. Ấy chính là một cuộc sống đáng sợ cỡ nào. May mắn, thật là may mắn, nàng không có kiên trì. Thật may mắn, phu quân của nàng kiên trì. Xa xa, nhìn thấy thê tử của mình đi tới, nhưng lại dừng lại. Ngộ Tử Anh sau khi đồng ý mua váy đẹp cho con gái, dỗ các nàng vui vẻ. Để con gái lại, đi về phía thê tử của mình. Liễu Song đã phục hồi tinh thần, lại mềm mại mỉm cười một tiếng với nam nhân đang đến gần. Sau đó, đưa tay của mình đến bàn tay đang vươn ra của nam nhân. Tử Anh, lần này về kinh, tìm Dung Thái Y xem cho ta một chút đi. Ta muốn lưu lại hậu duệ cho ngươi, cho Ngũ gia. Tay của Ngũ Tử Anh run run, sau đó hắn ôm lấy Liễu Song rầu rĩ nói. Chúng ta có Điệp Y La Y là đủ rồi, ta không muốn ngươi lại chịu khổ. Liễu Song dịu dàng nói. Mặc dù chúng ta có hai đứa bé, nhưng khi đó ngươi cũng không phải là trượng phu của ta. Ta muốn mình lấy thân phận thê tử của ngươi, sinh con cho ngươi. Tử Anh, ta muốn ngươi tự tay đưa hậu bao vào trong tay ta. Ngộ Tử Anh bỗng nhiên ôm chặt lấy Liễu Song. Đây chính là tiếc nuối cả đời, áy náy cả đời của hắn. Tử Anh, lần sau, ngươi có thể ở bên giường của ta hay không? Kết hầu của Ngộ Tử Anh giật lên giật xuống, sau đó gật đầu thật mạnh. Ta muốn. Liễu Song hạnh phúc mà cười. Ngộ Tử Anh ở Quan Tây sau khi nhận được thư từ kinh thành thì quyết định lập tức trở về kinh. Mà Ngộ Tử Hoa nhận thư từ kinh thành chậm hơn hắn nửa tháng, cũng bị chấn động hồi lâu mới hoàn hồn. Một đôi tay ngọc thon dài theo tay của hắn mà cầm lá thư này. Sau khi xem xong, người nọ cũng kinh ngạc, thì cũng chỉ là kinh ngạc, nhưng mà có nghi hoặc thật sâu. Tử Hoa, ngươi có muốn về Đại Đông một chuyến hay không? Ngộ Tử Hoa sờ sờ thái dương chón ván, ôm lấy đối phương. Ta cũng mông lung lắm. Ta không phải là chưa từng nghĩ điểm khác thường giữa đại ca và thái thượng hoàng, nhưng ta vạn vạn không ngờ đại ca vậy mà. Vân Sơn, ta phải về Đại Đông một chuyến, ta phải hỏi đại ca đây rốt cuộc là như thế nào. Việc Lạc Vân Sơn sờ sờ thái dương của Ngộ Tử Hoa mà hỏi, có muốn ta cùng ngươi trở về hay không? Ngộ Tử Hoa lộ ra vẻ khó xử, y đương nhiên là muốn Việc Lạc Vân Sơn cùng y về Đại Đông, nhưng Việc Lạc Cống vừa mới đăng cơ, còn cần Việc Lạc Vân Sơn phụ tá, nữ trinh cách Đại Đông lại xa, đi về một chuyến này có lẽ phải mất một năm. Việc Lạc Vân Sơn dịu dàng cười cười mà nói, người ta sau này nhất định là phải về Đại Đông, không bằng thừa dịp này, người đi về trước đi, ta sau đó sẽ đến. Việc Lạc Cống mặc dù vừa đăng cơ, nhưng ta nếu vẫn ở lại nữ trinh, với việc nắm quyền của hắn ngược lại cũng không có tốt, rất dễ dẫn đến phân tranh.
Thật ra nửa năm nay việc lặt cống làm đều rất tốt. Ta cảm thấy tối đa mấy tháng nữa ta có thể dứt bỏ ra. Ngự Tử Hoa sờ sờ sau lưng của Việc Lặt Vân Sơn, nhíu mày nói. Ngươi cho ta nghỉ một lát. Việc Lặt Vân Sơn biết đối phương không yên lòng một mình hắn ở lại đây, liền không nói thêm gì nữa. Nhưng mà nghĩ đến nguyên nhân Ngự Tử Hoa không yên lòng, Việc Lặt Vân Sơn vừa bất đắc dĩ vừa có chút ngọt ngào. Bởi vì tướng mạo của Việc Lặt Vân Sơn, Ngự Tử Hoa cũng không yên lòng bất luận nam nhân nào xuất hiện bên cạnh Việc Lặt Vân Sơn, luôn sợ có người mơ ước tới mỹ mạo của Việc Lặt Vân Sơn. Dù cho Việc Lặt Vân Sơn là nữ trinh vương cũng không thể khiến cho Ngự Tử Hoa yên tâm. Việc Lặt Vân Sơn cũng không biết làm sao xua tan loại lo lắng này của Ngự Tử Hoa. Có lẽ trở về Đại Đông, trở lại nơi Ngự Tử Hoa quen thuộc kia sẽ khá hơn một chút. Trong lòng của Việc Lặt Vân Sơn, Ngự Tử Hoa theo hắn đi tới nữ trinh quốc là chịu ức ức vì hắn. Còn phải đi gặp Việc Lặt Cống, Việc Lặt Vân Sơn an ủi Ngự Tử Hoa nửa canh giờ liền đi, để Ngự Tử Hoa ở trong phòng chậm rãi suy nghĩ. Đợi đến khi Ngự Tử Hoa suốt cuộc suy nghĩ xong mới phát hiện bà xã thân ái của mình đã đi mất tiêu, y vội vàng đi tìm. Lần đầu tiên Việc Lặt Cống nhìn thấy Vân Sơn kinh sợ như người trời, y cũng không dám để Vân Sơn ở cùng cái tên tiểu tử Việc Lặt Cống kia. Quan Thúc, ngài phải về Đại Đông sao? Nhìn Quan Thúc có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của mình, Việc Lặt Cống lại một lần nữa ngơ ngẩn. Lúc nhỏ gã chưa từng thấy Quan Thúc, sau khi đi đến Đại Đông gã lại bỏ lỡ Quan Thúc. Nếu gã biết Quan Thúc đẹp như thế này, gã lúc trước nhất định yêu cầu ở lại nữ trinh. Quan Thúc thật là đẹp, là người đẹp nhất gã từng thấy, không liên quan tới giới tính. Việc Lặt Vân Sơn rất rõ ràng dung mạo của mình sẽ mang đến cho người khác cảm giác thế nào, càng rõ ràng hơn tâm tư của cháu trai của mình cũng không quen thuộc này đối với hắn. Chẳng qua, Việc Lặt Vân Sơn không phải là người thích người khác say đắm mình, càng ghét ánh mắt những người ấy dừng lại trên người của mình, huống chi Việc Lặt Cống không phải Ngự Tử Hoa. Giống như lúc đối mặt với những người khác, trên dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của Việc Lặt Vân Sơn là xa cách lãnh đạm. Ngồi ở trên ghế cách Việc Lặt Cống một khoảng, Việc Lặt Vân Sơn đã thối vị nói: Một quốc gia không thể có hai chủ, ta ở lại nữ trinh, với ngươi, với ta đều không phải là chuyện tốt. Có các đại thần phụ tá ngươi, ta có ở lại đây hay không cũng sẽ không có gì khác nhau. Việc Lặt Cống vừa nghe thì sửng sốt mà nói: Thế nhưng ta mới vừa yên vị, cần Quan Thúc hơn mà. Hơn nữa, Quan Thúc là người thân duy nhất của ta. Một quốc gia không thể có hai chủ, Đại Đông có ba vị chủ nhân, giữa bọn họ không phải cũng rất yên ổn đó hay sao? Quan Thúc lại vì sao không ở lại nữ trinh quốc chứ? Chẳng lẽ là vì nam nhân kia, người kia quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức Quan Thúc chịu rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, đến Đại Đông làm một vị nam sủng, không có thân phận sao? Việc Lặt Cống rất tức giận. Việc Lặt Vân Sơn không có động đậy mà nói: Giữa Hoàng thượng và Thái thượng hoàng của Đại Đông là quan hệ cha con, người ta lại là chú cháu. Ta ở lại nữ tinh sẽ tạo thành chia làm hai phái trong triều. Nữ trinh không dễ dàng mới cách xa chiến loạn, càng nên bảo hộ yên ổn tới không dễ dàng này. Đừng quên, vị trí nữ trinh vương này là phụ vương của ngươi dùng tính mạng của hắn đổi lấy. Đừng phụ mong đợi của phụ vương của ngươi đối với ngươi. Lần này đi Đại Đông, ta sẽ không trở lại. Quan Thúc! Việc Lặt Cống bỗng nhiên đứng lên. Ngươi không trở lại sao? Với bộ dáng này của ngươi, ta sao có thể trở lại chứ? Huống hồ, ta đối với nơi này chỉ có oán hận, lại sao bằng lòng ở lại chỗ này? Những lời này của Việc Lặt Vân Sơn sẽ không nói cho Việc Lặt Cống nghe, chỉ là tránh đi hai tay chìa ra của Việc Lặt Cống, nhàn nhạt nói: Việc Lặt Cống, nếu không phải bởi vì ngươi còn quá nhỏ, ta tuyệt đối sẽ không trở về. Lúc trước là vụ vương của ngươi tự mình áp giải ta đến Đại Đông thông gia, đồng thời cũng dùng tính mạng của em gái ta để uy hiếp ta không được phản kháng. Nếu không phải trong lòng Hoàng thượng Đại Đông sớm đã có người, ta có lẽ đã chết tại Đại Đông. Ngươi bảo ta làm sao mà ở lại nữ trinh đây? Việc Lặt Vân Sơn nói xong, màu máu ở trên gương mặt của Việc Lặt Cống trong nháy mắt mà rút đi. Quan Thúc, Việc Lặt Cống là một vị nữ trinh vương cho tốt đi. Sứ mệnh của ta hẳn là đã hoàn thành. Nếu ngươi thật sự coi ta là Quan Thúc của ngươi, hãy để ta an tâm đi Đại Đông, trải qua cuộc sống của chính ta muốn.
Việc Lạc Vân Sơn đã nói đến nước này, việc Lạc Cống Vương Tọ vừa đến Mông còn chưa có ngồi vững vàng, đâu còn có thể nhiều lời. Lại nói quan hệ của việc Lạc Vân Sơn và tam đệ Ngũ Tử Hoa của Lương Hoàng Đại Đông, gã đã sớm biết được tại Đại Đông, càng là chuyện mà tài nữ Trinh Quốc đều biết. Không nhìn mặt Tăng thì cũng phải nhìn mặt Phật, gã cũng không có năng lực trêu chọc nhân vật lợi hại kia của Đại Đông. Không nhìn sắc mặt rối rắm của việc Lạc Cống, việc Lạc Vân Sơn lưu lại một câu: "Ta còn có việc, xin cáo lui trước." Sau đó không có quay đầu lại mà rời đi. Một thoáng cửa đóng lại đó, việc Lạc Cống mất mát thở hắt ra. Gã cùng quen thúc, chung quy là không thể nào có cái gì đó. Vừa rời khỏi thư phòng của việc Lạc Cống, việc Lạc Vân Sơn chạm mặt Ngũ Tử Hoa tới tìm hắn. Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, lập tức lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, có thể nói là hoa nhường nguyệt thẹn. Dường như trong nháy mắt sương lạnh xung quanh thân đều biến thành hoa thơm xuân ấm áp. Các thủ vệ và người hầu chung quanh nhìn thấy như vậy cũng đều ngẩn tại đó, đã quên chính mình muốn làm cái gì. Ngộ Tử Hoa trong mắt trầm xuống, lên xuống mấy bước liền đi tới trước mặt của việc Lạc Vân Sơn, thoải mái không e dè ôm người vào trong lòng, không có để người ngoài thấy một chút nào mỹ mạo này nữa. "Vân Sơn, bọn họ đều nhìn thấy." Bất mãn, việc Lạc Vân Sơn chôn ở trong lòng của Ngộ Tử Hoa lại cười đến mức càng thêm vui vẻ. Hắn thích bộ dáng Ngộ Tử Hoa khẩn trương vì hắn, thích mà lại quyến luyến. Dường như hắn là quan tâm duy nhất của người này, ai cũng kém. Mà chắc chắn là phải như vậy, săn sóc và yêu thương mấy năm nay của Ngộ Tử Hoa đối với hắn cũng xác thật coi hắn là quan tâm duy nhất. "Tử Hoa, chúng ta vẫn cùng nhau trở về Đại Đông đi. Có người nọ, nữ trinh loạn không được." Chủ yếu nhất chính là thời dịp tâm tư của việc Lạc Cống đối với hắn còn chưa có tới mức nghiêm trọng như thế, hắn phải nhanh chóng một chút dứt ra, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vốn Ngộ Tử Hoa cũng có chút do dự, nhưng sau khi chứng kiến sự say mê của những người ấy đối với việc Lạc Vân Sơn vừa rồi, y không chút do dự nữa, ôm việc Lạc Vân Sơn về phía nơi ở của hai người, trong miệng nói: "Ngươi lưu lại đây ta cũng không có an tâm, vẫn là cùng ta về Đại Đông thì hơn. Vân Sơn, chúng ta an bài một chút, lần này trở về sẽ không quay trở lại nữa." "Được." Mặt Ngộ Tử Hoa khóa chặt mình ở trong lòng ngực, khóe miệng của việc Lạc Vân Sơn là nụ cười hạnh phúc không thể che giấu.